Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của ngày hôm nay. Và khi tất cả quý vị và các bạn xem được video này thì em lại tiếp tục hành trình quay trở về Gia Lai. Quý vị khán giả đã theo dõi em suốt cái hành trình từ khi em vô thành phố Hồ Chí Minh để có thể quay cho tất cả mọi người xem diễn biến mới nhất tại phiên tòa. Nhưng mà thật sự xin lỗi mọi người, bởi vì hôm 25 tháng 11 thì có một sự việc xảy ra. Đó chính là ở phiên tòa thì có chế độ nhiễu sóng, có máy phá sóng á, nên là tất cả không có ai có thể livestream hay là phát trực tiếp trong cái phiên tòa ngày hôm đó, ngay cả những trang báo chính thống hay là truyền hình VTV. Nên là mong quý vị và các bạn cũng đã xem được những cái thông tin đó thì có thể là hiểu được trong hoàn toàn TV nhé. Và cũng thực sự là em đã nói chia sẻ với tất cả mọi người là tất cả chúng ta hiện nay đều mong muốn đòi lại công bằng cho Văn An. Và cũng trong cái video mới của ngày hôm qua em đã phỏng vấn luật sư Thơm ấy, thì hiện tại thì quan điểm của luật sư vẫn đấu tranh đến cùng và sẽ kháng cáo trong thời gian từ 5 đến 15 ngày, hay có nghĩa là trong thời gian 15 ngày sẽ kháng cáo. Ở đây là có thể là do gia đình kháng cáo hay do luật sư là người đại diện cho những người bị hại ấy, có thể làm đơn kháng cáo, nhưng mà chắc chắn là sẽ kháng cáo rồi. Tội của Trang thì đã là quá rõ ràng rồi, là cái mức án cao nhất là loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Nhưng mà Trang vẫn nói một câu là muốn được tha thứ và làm lại cuộc đời, bởi vì là trong cái thời gian giam giữ đó đã rất hối hận rồi. Thì em mới nói với tất cả mọi người là không bao giờ chấp nhận tha thứ được. Hành hạ ở đây là trong vòng thời gian là gần một năm trời, đâu phải là ít. Còn Thái thì cũng nói rằng là muốn quay trở về để làm lại cuộc đời và để chăm sóc đứa con còn lại. Nhưng mà em thử hỏi mọi người là đứa con đó có dám, nó có thèm nhìn nhận một người cha như vậy hay không? Và cũng có một thông tin nữa ha, là ngày 25 tháng 11 đó thì chị Hạnh, mẹ ruột của cháu A không đến. Thì điều này cũng làm em thất vọng rất là nhiều. Em không hiểu lý do và em cũng không cần nghe bất cứ một lý do nào. Chỉ cần chị Hạnh không đến là em cảm thấy không vui. Và còn cái việc là gia đình của Thái không đến hay không đến thì em không quan tâm. Bởi vì chúng ta chỉ quan tâm là người mẹ đấu tranh cho vụ việc này thôi. Còn lại thì bên Thái thì chắc chắn là không đến rồi, hay có thể là theo dõi ở một nơi khác an toàn hơn, bởi vì biết đến đó thì sẽ có cái sự tấn công từ cộng đồng mạng, nhân chứng cũng không có. Thì em cũng nói với tất cả mọi người rằng là trong vụ việc này khi kết thúc cái phiên tòa, theo dõi đến từ sáng đến 6 giờ 30 tối thì mới tuyên án, thì Nguyễn Bắc Huỳnh Trang thì hai tội danh như cũ ha, là ở cái khung hình cao nhất là tử hình. Còn Thái thì hai tội danh đó cái mức là 8 năm. Thì theo chia sẻ của rất nhiều quý vị khán giả cũng có nói rằng là không đồng ý với cái mức án đó và phải chuyển đổi tội danh. Thì đây là cái mong muốn của tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta vẫn phải thượng tôn pháp luật. Thì cái quyết định cuối cùng đưa ra vẫn là do Viện Kiểm sát truy tố và tòa sẽ tuyên án. Và các em hỏi luật sư Thơm thì hiện tại chúng ta còn có thể thay đổi được cái tình thế hiện nay hay không? Có nghĩa là chúng ta thay đổi cái tội danh của Thái sang tội đồng phạm hay không? Thì em có hỏi luật sư. Những cái câu thắc mắc của mọi người là 90 phút trước khi qua đời thì Thái đã làm gì? Thì Thái đã vòng vo và không trả lời. Đó, không trả lời nhé. Tiếp tục là luật sư cũng có hỏi luôn là khi mà nhốt cháu An ấy ở trong chuồng chó đấy thì bảo có nói rằng là con chó là hãy cắn đi, nhưng mà hai người không có đồng ý. Rồi tiếp theo là cái vấn đề là 90 phút đó luật sư đã hỏi rất nhiều lần, nhưng mà Thái và Trang đều chối cãi và không có khai, đều không nói gì hết và đều nói là không nhớ. Có cái vấn đề xóa camera thì Thái nói rằng là do lúc đó là bị tâm lý quá, tâm lý mà không đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu, mà tâm lý thì lại xóa camera, tâm lý thì đặt để đặt một tiếng đồng hồ. Thì luật sư cũng có chia sẻ rồi là cái thời gian lúc Thái trở về nhà đó thì Thái cũng có sơ cứu vết thương và sau đó kêu bảo vệ vô để cùng hỗ trợ, và sau đó thì bảo vệ thấy cháu này là nguy hiểm đến tính mạng và sau đó mới gọi cấp cứu đưa đi. Thì tất cả những cái lời khai chúng ta đã thấy rất là rõ ràng là Thái không có trả lời. Có những câu hỏi luật sư có hỏi nhưng mà Thái không có trả lời. Thực sự là một chuyến đi em cũng quay được rất nhiều thứ để cập nhật tất cả mọi người xem. Và trong cái thông tin của ngày hôm nay chúng ta đã nói rằng là sẽ có thời hạn là 15 ngày nữa. Thì luật sư đã có cái đơn, có cái thông tin rồi là chắc chắn luật sư sẽ làm cái đơn kháng cáo. Để kháng cáo đây là kháng cáo Thái, một cái tội danh đấy chưa đúng với bản chất của sự việc. Và trong cái phỏng vấn ngay sau phiên tòa, luật sư cũng có chia sẻ nếu như để đúng cái tội danh đó thì là phiên tòa rất nghiêm khắc, xử lý đúng người đúng tội. Đó là Trang là tử hình là đúng và Thái cũng đúng, 8 năm tù là đúng bản chất. Nhưng mà chúng ta phải nói ở đây là cái giám định thương tích đó
vẫn chưa được giám định. Bởi vì luật sư có chia sẻ rằng là chỉ cần có phần trăm thôi là Thái sẽ chuyển đổi thửa đất, nhưng mà vẫn chưa có giám định thương tích. Nên là luật sư cũng sẽ yêu cầu kiến nghị cái điều đó. Và trong cái thông tin mới ở đây chúng ta đã nói rằng là chúng ta đều mong muốn là hai cặp đôi này thì phải tử hình, nhưng mà cái bằng chứng mới là quan trọng, đúng không? Chúng ta phải nói rằng là luật sư của chúng ta cũng đang tìm tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ để có căn cứ thay đổi danh của Thái. Và gần một năm qua, từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến tận ngày 25 tháng 12 tháng 11 năm 2022, có nghĩa là chỉ còn gần một tháng nữa thôi, đã đến cái là một năm cháu An ra đi, nhưng mà hai kẻ thù ác này vẫn chưa chịu trừng phạt trước pháp luật mà mới chỉ có tuyên án thôi ha. Đây là phiên tòa sơ thẩm. Sơ thẩm thì sẽ có phiên tòa phúc thẩm, và phúc thẩm nếu như vẫn chưa được thì sẽ có thể là giám đốc thẩm. Bởi vì phúc thẩm, quý vị ạ, là sẽ có sự thay đổi, một là tăng lên, hai là giảm đi, chứ không bao giờ có chuyện y án đâu. Em nghĩ là sẽ có tăng lên. Vì luật sư chia sẻ là hiện tại thì vẫn chưa phải là đã kết thúc, dừng lại ở đây, bởi vì mới chỉ là sơ thẩm thôi mà, vẫn là y án do với viện kiểm sát đã truy tố, thì tòa đã tuyên cái mức cao nhất. Và chúng ta hiện tại đang trông đợi là chính là kết quả giám định. Và em cũng có hỏi luật sư thơm ấy, thì quý vị đã xem cái bài phỏng vấn ha, luật sư có nói rằng là em có hỏi rằng là tại sao luật sư lại phải tập trung vào cái giám định thương tích nhiều như vậy. Luật sư có trả lời là chỉ cần trả hồ sơ và giám định thì chỉ cần có phần trăm, dù là 1% thì Thái vẫn thay đổi tội danh. Bởi vì thay đổi tội danh sang đồng phạm thì mới đúng được cái bản chất sự việc, nhưng mà phải có bằng chứng. Luật sư có nói rằng là tất cả những cái việc của luật sư làm, những đối chất, đúng không, những cái bằng chứng thì đều là phải thể hiện rõ và phải có căn cứ, phải có cơ sở thì bên tòa án mới chuyển đổi danh được. Nên là trong vòng 15 ngày tới thì em cũng rất là mong ha, bên gia đình sẽ phải đấu tranh. Bởi vì cái hôm 25 em đã nhìn, em đã đợi ở ngoài rất là lâu, em đợi xem là có chị Hạnh đến không, rồi có ai đến, rồi chúng ta sẽ thấy rằng là có bà ngoại của cháu An và có bác Vinh. Thì em cũng đã có những cái cuộc phỏng vấn luật sư Thơm và cũng đã quay cho mọi người xem về bác Vinh đó. Và bà ngoại thì cũng đã cầm cái di ảnh của cháu ha, gào thét ở ngoài cổng tòa rất là tội. Còn bác Vinh thì cũng rất là đau đớn, đau buồn khi mà chia sẻ thông tin rằng là không đồng ý với cái bản án đó. Tất nhiên là gia đình thì cũng sẽ không thể nào hài lòng được và sẽ có cái đơn kháng cáo. Và em cũng nói với mọi người rằng là rất là buồn, bởi vì chị Hạnh thì lại không có trong phiên tòa ngày hôm đó. Có thể nó là một cái phiên tòa rất quan trọng để đòi lại công bằng cho con, nhưng mà chị Hạnh lại không đến. Thì không biết là vì bất cứ một cái lý do nào thì không đến, thì có thể nói là đã là không đến. Còn cái lý do thì có người nghe người không, người đồng ý người không, và người thích người ghét, chắc chắn là sẽ có cái điều như vậy. Nhưng mà kết thúc của phiên tòa đó thì chị Hạnh đã không đến, làm cho sự hụt hẫng của mọi người rất là nhiều. Thì em cũng sẽ tìm hiểu cái thông tin đó. Và mẹ của Thái cũng không đến cái phiên tòa đó. Và phải nói với tất cả mọi người rằng là trong cái phiên tòa ngày 25/11 là đang được cái sự trông đợi của rất nhiều người. Rất nhiều người dân đang chờ đợi một cái bản án công tâm nhất, một cái sự việc mà xảy ra đã rất là bức xúc trong dư luận và là một vụ án điểm. Phải nói với tất cả mọi người rằng là có những người á, là bay từ ngoài Hà Nội vô, có những người từ miền Tây, miền Trung, rồi em cũng ở miền Trung đi vô, rồi để chỉ để theo dõi, cập nhật cái thông tin mới nhất để gửi cho tất cả mọi người. Nhưng mà khi mà kết thúc cái phiên tòa vào lúc 6:30 thì chúng ta cảm thấy rất là vui, bởi vì ít ra thì Trang đã tử hình. Thì đó cũng là một cái thông tin là cho chúng ta vui rồi, chúng ta đã được 50% rồi, đúng không? Còn nếu Trang trung thân nữa thì chúng ta sẽ như nào nữa? Nhưng mà kết thúc thì vẫn phải ra tòa án thôi. Nên là em nói với tất cả mọi người là dù như thế nào chăng nữa thì tòa sẽ là người tuyên án, viện kiểm sát sẽ là nơi truy tố, và phải là có bằng chứng, có cơ sở và có căn cứ. Thì bây giờ chỉ có trông đợi duy nhất vào luật sư Thơm thôi. Bởi vì bên tòa án thì cũng đã đấu tranh cả một ngày rồi, đưa ra những cái bằng chứng, ví dụ như là giám định 2% hay là những cái thông tin, nhưng mà không có thay đổi được tội danh mà vẫn truy tố những tội danh cũ đó. Và sau cái thời gian nghị án ấy, thì sau đó tòa đã tuyên án. Ở đây là Trang thì tử hình, bởi vì là lặp đi lặp lại nhiều lần, xảy ra trong một thời gian dài, không có thể là được cho quay trở về được. Nhưng mà Thái thì lại nói rằng là Thái muốn quay trở về phụng dưỡng cha mẹ và để chăm sóc đứa con đó. Thì em không biết là cái thông tin đó thì nó có phải đúng như cái thông tin mà gọi là gia đình mong muốn hay không. Bởi vì nhiều người, quý vị khán giả cũng không đồng tình á. Em đứng ở một cái quan điểm cá nhân thì nhiều người có nói rằng là chắc là mẹ của Vân An ấy, thì cũng mong là Thái sẽ được quay trở về và sau đó thì sẽ hàn gắn lại. Mình không biết là hàn gắn hay không, nhưng mà chắc chắn thì sẽ có qua lại, bởi vì vẫn còn đó một đứa con của Thái.
Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta đã biết được rằng là chắc chắn là anh Thái này không bao giờ tử hình được, chỉ có thể là cao hơn ở cái tội cố ý gây thương tích hay là đồng phạm đó, em cũng chỉ mong tầm độ 20 năm trở lên hay là chung thân nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà đấy là cái điều chúng ta mong muốn thôi, còn lại thì cứ quyết định vẫn phải do tòa án, vẫn phải do pháp luật, chúng ta đâu có thể nào mà chúng ta thay thế được đó. Nên là em nói với tất cả mọi người là khi quý vị và các bạn xem được video này thì em đã đang trên đường quay trở về Gia Lai, thực sự một chuyến đi rất nhiều ý nghĩa khi gặp các luật sư Thơm, luật sư Ngọc Nữ cũng như là bác Vinh, cũng cùng với lại rất nhiều người dân hôm 25 tháng 11 đã có mặt ở tại tòa án ấy, thì đã gặp em. Hai em cũng cảm nhận được là cái sức gọi là cái sức nắm của phiên tòa, cái sự yêu thương của mọi người dành cho cháu. Có nhiều người ấy, thì đã rơi những dòng nước mắt bởi vì quá là thương cho cháu và lên án cái hành vi của Thái và Trang, đặc biệt nhất là sẽ phải xử lý nghiêm minh để cho có một cái vụ án điểm răn đe, sau này sẽ không có một vụ án nào như vậy được nữa. Và ngày mai thì em lại quay trở về Gia Lai rồi, em sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin thông qua báo chí và sẽ gửi cho tất cả quý vị các bạn những nguồn tin mới nhất đến từ luật sư anh Thơm, cũng như là cái thông tin chính thức là phiên tòa phúc thẩm là khi nào thì em cũng vẫn sẽ có mặt ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Em chia sẻ với tất cả mọi người là em sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, và khi có thông tin về phiên tòa phúc thẩm em lại có mặt rất sớm để có thể quay cho tất cả mọi người xem. Bởi vì là mỗi một cái phiên tòa ấy, nó sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi. Đây là một cái phiên tòa sơ thẩm thôi, cái phiên tòa sau này mới là cái phiên tòa quyết định. Bởi vì là tội của Trang thì đã quá là rõ ràng rồi, cái mức tử hình là không còn cái gì để mà chúng ta phải nói nữa. Nhưng mà cái tội của Thái thì nó chưa đúng người đúng tội, bởi vì là tính ra cái bản chất về cái lần mà Trang và Thái cùng tham gia giao đánh là 121 lần. Đó là những cái dữ liệu mà thông qua camera thôi. Bởi vì luật sư đã có phân tích rằng là từ ngày mùng 7 là cái ngày mà dữ liệu camera nhận được và ghi hình lại được, thì cái ngày đó đã có vết thương cũ rồi. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái lần đánh đó đã kéo dài những cái thời gian trước, và cái dữ liệu của camera thì nó có giới hạn, nó chỉ lưu được tầm độ 1-2 tháng đó. Thì 1-2 tháng đó thì khi mà những cái video mới thì nó sẽ tự động là xóa video cũ đi, và cái lưu lượng nó chỉ có bằng đấy mê thôi đó. Nên là em nói với tất cả mọi người là nếu như mà cái dung lượng của camera mà lớn hơn thì có thể sẽ là hàng ngàn clip chứ không phải là 283 clip nữa. Nhưng mà đó thì cũng vẫn chưa đủ cơ sở và bằng chứng để chuyển được đổi đổi tội danh của Thái nhá. Nên là em cũng cảm thấy rằng là rất là buồn về cái thông tin đó, nhưng mà cũng rất vui bởi vì Trang ít nhiều cái người trực tiếp đó đã tử hình rồi, thì chúng ta rất là vui rồi. Nhưng mà em cũng mong muốn tất cả quý vị và các bạn sẽ ủng hộ em tiếp theo ha. Quý vị có thể đó là comment những cái lời động viên tích cực ở dưới video này, và em sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin mới nhất khi trở về Gia Lai, và em cũng sẽ có mặt ở phiên tòa lần tiếp theo ở phiên tòa phúc thẩm. Nên rất mong mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi để em có thêm động lực và thêm nhiều clip mới quý vị nhé. Bây giờ thì em sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và yêu mến em. Chào mọi người nhé.